Có thể căn nhà này sẽ làm cho nhiều anh chị em không ngần ngại bấm like thả tim cho anh em tụi mình nè. Đây là một mẫu biệt thự vườn mini các bạn. Rộng lắm nha, tổng diện tích là hơn 250m2. Có một tầng lửng đúc, 3 phòng ngủ, công năng thì tuyệt vời luôn. Có sân vườn phía sau, rồi có cả sân vườn phía trước nữa, quá lý tưởng. Ngang qua là 7,5m, còn dài là hơn 30m. Nằm hướng đông, lệch bắc một xíu. Đây là thuộc thị xã Hòa Thành của tỉnh Tây Ninh, cách Sài Gòn An Sương là 75 cây. Đường phía trước là 10m, xung quanh là dân cư rất nhiều. Cách trục đường lớn là đại lộ Trần Phú có 400m, cách chợ Long Hải, rồi trường Nguyễn Chí Thanh là cũng khoảng 500m. Cách những địa danh nổi tiếng ở Tây Ninh như cách Tòa Thánh Tây Ninh là có 5 cây, cách khu du lịch Núi Bà là khoảng 13 cây, cách Vincom khoảng chừng 9 cây, cách chợ Long Hoa là con chợ nổi tiếng nhất Tây Ninh là cũng khoảng 4 cây số thôi. Mà giá toàn bộ là anh Đạt chính chủ kêu bán là 2 tỷ 399 triệu, không phát sinh. Nhà này xây cất có giấy phép xây dựng, đã hoàn công luôn các bạn. Anh chị nào thấy ok là bấm like thả tim liền. Xong sau đó mình xem hiện trạng nhà và phân tích coi khu vực này có đáng sống không nha cả nhà. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Ngang 7,5m, dài 30,5m, nằm tọa lạc ở ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nhà nằm hướng đông đông bắc, xung quanh khu vực dân cư đông. Đường theo dạng ô cờ từ nhà ra ngoài đại lộ Trần Phú là 400m. Bên trái hướng về quốc lộ 22B, về sông Dòng Phó Đông. Bên phải đi 500m là sẽ tới chợ Long Hải. Hướng bên phải cũng là hướng về chợ Long Hoa, về Tòa Thánh Tây Ninh, về khu du lịch Núi Bà. Con đường này là đường số 36 Trần Phú nè các bạn. Thì hiện tại là xã Trường Tây là một xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao rồi, nên các con đường ở đây lần lượt là sẽ nằm trong kế hoạch lên nhựa hết các bạn. Đường đi vào bất động sản là nằm đây ha. Bất động sản là cách ngay chỗ ngã tư mình đang đứng là có 30m thôi. Và đường là 10m nha. Đây có quán cà phê tên là My Friend nữa các bạn. Hướng này mình chạy thẳng xuống dưới là 800m, mình sẽ ra đường Hóc Trăm. Ra Hóc Trăm mình quẹo bên tay phải thì vòng ra lại đại lộ Trần Phú, ra quốc lộ 22B. Còn nếu mình quẹo trái khoảng 500m là mình ra ủy ban của xã Trường Tây các bạn. Đây, có cống thoát nước nè ha. Đường này lộ giới 10m nha. Nhà nằm phía bên tay trái mình, tức là bên phải màn hình đó. Đèn đường nữa các bạn. Nhà cửa là liền kề với nhau, hai bên luôn. Mặt tiền 7,5m, rất là khang trang. Đây chính là căn này các bạn, một mẫu biệt thự vườn mini làm theo kiểu biệt lập. Thì nếu mình tiếp tục đi thẳng lên trên này các bạn, đây lên trên này là khoảng 500m nữa là mình ra được đường Ngô Quyền nha. Ra đường Ngô Quyền là phía sau chợ Long Hải luôn đó, ra trường học, ngoài đó là có trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh. Về phương diện học hành đó, đủ các cấp từ mẫu giáo tiểu học tới cấp 2-3 luôn, trong vòng bán kính là vài trăm mét thôi các bạn. Đã, anh chị em bấm like thả tim rồi mình xem thực tế hiện trạng căn nhà này nha, coi có đáng giá là 2 tỷ 399 triệu hay không, bao gồm nhà đất, nhà đã có hoàn công rồi mà thổ cư gần như full các bạn, chỉ có 6,1m2 là đất cây lâu năm. À, phía trước là mình thấy là có bồn bông ha, bồn bông làm rất đẹp nha. À, rồi bờ bao nữa các bạn, làm theo kiểu cũng rất là hiện đại đó. Tường này là sử dụng tường 20 luôn. À, cổng chào khang trang kiên cố ha. À, cửa sắt này là mình mở ra được hai hướng các bạn, làm
kiểu CNC đó, để mình khép lại cho cả nhà xem hai cánh nha. Xe ra vô thoải mái luôn. À, phía trên là có thêm cái đèn năng lượng nữa. Rồi vô bên trong là nguyên một mảng sân vườn. Thì với mật độ dân cư chỗ này, anh chị em có thể là mình kinh doanh quán cà phê hoặc là quán ăn nhỏ nhỏ ở trong khu vực này cũng rất là lý tưởng. Còn không thì mình làm cái khoảng sân của nhà mình thôi các bạn. À, bên này thì chúng ta có thể là để gara nè, mình để được khoảng chừng 3 chiếc xe nha, dài lắm cả nhà. Từ phía ngoài đường mà vô tới trong này chắc tầm cũng khoảng 15 mét nè các bạn. À, khá là rộng. Phía bên kia thì chúng ta có một cái bàn trà để ngoài trời ha. Ở giữa đây là cũng có bồn bông nè. Mấy cái này sử dụng đèn năng lượng mặt trời luôn các bạn nha. À, tí xíu nữa mà trời nó sập tối á thì đèn tự động sáng lên luôn. À, làm tiểu cảnh rất là ổn áp ha. À, hai bên đều có mái che hết. Bên kia là coi như là mình làm gara, cũng có mái che luôn các bạn. Bên này cũng có tiểu cảnh nè. Rồi mặt tiền nhà cũng có một bồn bông các bạn. Còn này là cái ô cửa lấy sáng ngay chỗ phòng khách, kính cường lực luôn. Đây mặt diện ngôi nhà nè các bạn, nhìn rất là bề thế ha, rất là đẹp, cao cấp. Rồi phía bên này thiết kế theo kiểu nở hậu các bạn. Cái chỗ này mình thiết kế cũng có thể là làm bồn bông tiểu cảnh ngay chỗ này cũng được nè, rải sỏi là ok nè các bạn. Phía ngoài là để hai cái ong voi chào đón mình đi vô ha, thể hiện vị thế và sức khỏe của chủ nhân căn nhà này các bạn. Rồi chúng ta đi vô trong. Cửa sắt kính cường lực bốn cánh nha. Từ trong nhìn ra phía ngoài khá là đẹp nha. Đó, bờ bao xung quanh là có gắn đèn hết các bạn. À, khu vực phòng khách. Nhà này ngang là 7,5 m nha cả nhà. Mà dài là hơn 30 m. Đó. Bên trên là có một tầng lửng đúc nữa ha. Toàn bộ nội thất trong này là mới và mình được anh Đạt ảnh tặng lại cho mình hết luôn. Khu vực này cũng là tiểu cảnh nè, mình có thể trang trí những cái dịp lễ hội trong năm cho nó phù hợp, như là Noel thì mình trang trí cây thông nữa ha. Đó, chỗ này để coi, này là gạch, này là gạch A, này là dán tường các bạn, dán tường vân đá 3D. Đó. Một cái tivi khổ lớn, tivi này chắc cũng 60 inch đó. Kệ tivi nữa các bạn, mọi thứ là mới hết nha. Đó, thảm lót sàn. À, bên đây cũng có một cái bàn trang trí nữa nè. À, tủ sách, kệ có thể là để đồ phong thủy hoặc là rượu nước hoa gì đó, khá là hay luôn. Cái bàn này giống như một cái quầy bar, mình có thể ngồi uống rượu chỗ này cũng rất hay các bạn. À, có hai cái ghế nè ha. Phòng khách với lại phòng bếp là liên kết với nhau. Đó, cũng rất là khoa học nha. Ở đây chúng ta có một cái bàn ăn mới, mặt đá, 6 ghế. Tường cũng có treo tranh phong thủy nữa ha. Nhà có trang bị camera, wifi, điện nước đầy đủ. Đó, khu vực bếp nè. Bếp này là chất liệu tủ kệ là gỗ luôn các bạn, rất là cao cấp ha. Ở dưới cũng gỗ tự nhiên luôn nha. Đó, mặt bếp thì dán gạch bóng kiến ha. Này chậu rửa inox hai hộc, inox 3.4 nè. Còn tủ lạnh, máy giặt,
và những cái đồ nội thất khác, tủ giường bàn ghế là đủ hết và mới luôn. À, anh chị em vô là chỉ cần mang bộ đồ theo, ok. Nhà này là có tới 3 phòng ngủ, ở dưới tầng trệt là được 2 phòng, còn tầng trên thì chút xíu nữa mình sẽ lên xem các bạn. Rồi chúng ta vô xem phòng ngủ thứ nhất này. À, trang bị cho mình tủ giường rồi máy lạnh luôn. Ở phía trên là trần đúc làm thạch cao, gắn đèn âm trần khá là nhiều ha. Cửa nhôm các bạn, cửa nhôm kính mờ. À, cửa này thì theo mình thấy thì nếu mà đặt vô cái nhà này, cái cửa này nó hơi yếu các bạn. À, nếu mà chỗ này là mình chơi bộ cửa sinh pha nữa thì tuyệt vời luôn. À, nếu chỗ này anh chị em là làm bộ cửa sinh pha cho mấy cái phòng ngủ này thì cái nhà rất là đẳng cấp ha. Bộ cửa sinh pha mà khổ này mình nghĩ chắc cũng cỡ chừng 2 triệu á. Đó, còn ở trên này này đèn âm trần rất là nhiều luôn ha, rất sáng. Cửa sổ phòng ngủ thứ nhất nè. Rồi tầng trệt chúng ta có một phòng tắm, nhà vệ sinh. Toàn bộ nhà là có 2 phòng tắm, nhà vệ sinh các bạn. À, bên này là phòng ngủ thứ hai, máy giặt mà còn mới tinh luôn. Đó, phòng ngủ thứ hai cũng được trang bị tủ giường, bàn ghế, máy lạnh, bàn trang điểm. Rồi, cửa sổ nằm bên kia thông ra khoảng sân vườn phía sau. Đây, khu vực phía sau nè, phía sau chúng ta có khoảng sân vườn rất là riêng tư. Đó, chỗ này là mình có thể làm bếp, rửa chén, ở đây cũng ngon lành luôn. Đó, chậu rửa hay học ha. Đó, kệ bếp bên này. Đó, chỗ này là mình ăn uống ngoài trời đó các bạn. Ở trên là có mái che khỏi sợ mưa nha. Giờ là nhà là có hai bếp, một bếp ở trong và một bếp ngoài trời ở phía sau ha. Đó, bếp làm cũng đầy đủ công năng cho mình. Toàn bộ diện tích nhà này là, nếu tính diện tích đất á, là cũng khoảng 230 m² rồi. À, phía sau này là cũng làm bờ bao hết giáp vòng nữa các bạn. À, đèn đóm là có gắn đầy đủ hết luôn. Nhà xây rất là cao ha, cao ráo lắm. À, khoảng sân vườn phía sau này á, anh chị em có thể là trồng kiểng, trồng cây ăn trái ở khu vực này cũng ok luôn. À, có nguyên một cái bờ bao xung quanh riêng biệt nè. Còn phần sân vườn đó là có lát gạch hết nha các bạn. Mình có thể đi chân không ra ngoài đây. Đó, trẻ em ở trong khu vườn này thì rất là khoái luôn ha. Chúng ta sẽ tham quan tầng đúc ở phía trên nha. Đó, nhà này là sử dụng gạch lát sàn là khổ 60 các bạn. Sáng màu vân đá ha. Đó, anh chị em thấy căn nhà này lung linh, nhiều màu sắc ha. Bậc cầu thang thì làm toàn bộ là chất liệu là đá hoa cương hết các bạn. Tay vịn là gỗ tự nhiên, inox kính cường lực nè. Đó, làm rất là khang trang. Ở trên này có khu vực phòng thờ. Nhà đầy đủ công năng, 3 phòng ngủ, phòng thờ, phòng khách, sân vườn trước, sân vườn sau, 2 phòng tắm, nhà vệ sinh, toàn bộ luôn, nội thất luôn các bạn nha. 2.399 triệu. Đó. Đây chúng ta xem cái phòng ngủ thứ ba, cũng giống như hai phòng kia các bạn. Phòng này thì đặc biệt hơn là có phòng tắm, nhà vệ sinh trong này, về trang bị nội thất là full cho mình, kể cả máy lạnh luôn ha. Phòng tắm là có máy năng lượng mặt trời, nước nóng lạnh đầy đủ nha. Thiết bị vệ sinh là ổn áp, chất lượng. Kệ tivi. À, này là bàn trang điểm. Tủ kệ đầy đủ cho mình. Chỗ này xài cái đèn chùm này. À, anh chị em nào mà thích thiết kế á, bây giờ có nhiều mẫu đèn chùm rất là sang các bạn. Có những đèn chùm là từ trên cao này rủ xuống tới dưới cái bàn sofa rồi luôn nè.
bộ sofa này nè, đó, cực kỳ đẹp ha. Anh chị thấy cách bố trí không gian của anh Đạt ổn không? À, so với tầm tiền 2 tỷ 399 triệu, đó, chúng ta có kiến tạo được một không gian như thế này và một vị trí cũng rất là đắc địa không? Ấp Long Hải các bạn. Ấp Long Hải nếu mà sau này khu vực này lên phường, lên đô thị thì chỗ này trở thành là phường Long Hải nha. Cách chợ là chỉ có 500 m mà cách đường Trần Phú, đại lộ Trần Phú là 400 m à. Giấy tờ pháp lý rõ ràng, đất vuông vức rất đẹp. Đường phía trước là 10 m chuẩn bị lên nhựa, mặt tiền là 7,5 m, hai cạnh hai bên là 28,5. Phía sau có đường hẻm 4 m, ngày xưa quy hoạch người ta dành cho xe thô sơ, lối thoát hiểm. Sau này thì bà con không có sử dụng nên là mỗi bên mình sẽ có 2 m, nâng cái chiều dài mình lên là 30,5 nha. Nhà đất hướng đông đông bắc, thửa đất số 774 thuộc tờ bản đồ 20. Ở đây là ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích là 210,9 m² là diện tích đất, nếu tính luôn diện tích sử dụng và phần đất 2 m ở phía sau thì nâng tổng diện tích lên là hơn 250 m² ha. Trong đó là đất thổ cư là 204,8 m² rồi, chỉ có chút xíu là đất trồng cây lâu năm thôi và không có dính lộ giới gì hết. Nhà xây có giấy phép xây dựng, hoàn công, mình ra sổ là có sở hữu nhà trên sổ luôn ha. Xem quy hoạch thì mình thấy vị trí này còn rất là nhiều tiềm năng nha cả nhà. Đường ô cờ liên thông với nhau, toàn khu vực thể hiện một màu hồng hết. Quy hoạch đất ở, tiện ích thì bao la. Trạm y tế, trường học các cấp, điện lực, sân vận động, chợ, tiếp giáp những trục đường lớn của khu vực. Ở phía bên trái, chỉ cách là đường Trần Phú 400 m, hướng bên dưới là ra quốc lộ 22B, có sông Vàm Cỏ cách khoảng chừng 2 cây. Bên trên là giáp với lại phường Long Thành Bắc, phường Long Thành Trung, ra chợ Long Hoa là 4,5 cây. Tới tòa thánh Tây Ninh là 5 cây. Từ quốc lộ 22B mình chạy vô đường Trần Phú này 2 cây là sẽ tới đầu đường số 36 các bạn. Nếu mình đi thẳng lên 500 m là tới chợ Long Hải. Khu vực chợ là có Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, thế giới di động. Nói chung là khu vực này tiện ích là full đầy đủ nha cả nhà. Đầu đường số 36 này mình đi vô là đường nhựa nha. Thẳng vô 400 m, quẹo trái cái là tới nhà. Những con đường xung quanh khu vực này anh chị em thấy là ngoài đầu đường có một số đoạn nó chưa hoàn thiện á, thì người ta đang chuẩn bị lắp đặt hệ thống thoát nước ở phía ngoài đường Trần Phú và lên nhựa những cái con đường trong khu vực này hết nha các bạn. Ấp Long Hải là vị trí trung tâm của xã Trường Tây rồi. Đường xá ở đây là liên thông với nhau theo dạng ô cờ, rất là tiện lợi ha. Anh chị nào thích vị trí này và thích cái mẫu nhà của anh Đạt, mình liên hệ trực tiếp với lại anh Đạt là chính chủ, không qua trung gian môi giới nào nữa nha. Số điện thoại 0904 635523, 0904 635523. Giá toàn bộ bao gồm nhà đất không phát sinh là 2 tỷ 399 triệu. Cả nhà mình thấy hợp lý chưa? Nếu có ý kiến đóng góp mà anh chị em để lại quan điểm của mình bên dưới video, giao lưu cùng với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác nữa nha. Còn bây giờ chúc cả nhà nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo nha.